Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Vui TV. Và tính tới thời điểm hiện tại thì Apple họ đã cho người dùng của chúng ta được sử dụng cái phiên bản iOS 15.1. Và đối với những bạn nào mà chúng ta đang dùng phiên bản beta thì chúng ta đã có 15.2 phiên bản beta 2 rồi. Và video ngày hôm nay mình sẽ không bàn về hiệu năng, không bàn về tính năng, không bàn về pin, không bàn về những cái thứ linh ta linh tinh khác nữa. Mà video ngày hôm nay mình sẽ nói về tương lai. Liệu rằng những cái tính năng nào, những cái tính năng gì mà Apple họ cần phải thay đổi để ví dụ như một cái phiên bản iOS 15.3, phiên bản chính thức chẳng hạn, hoặc là iOS 16 thì chúng ta sẽ có một cái nhìn khác về hệ điều hành iOS cũng như là những cái tính năng mà Apple họ thêm vào cho những cái chiếc máy của họ. Và video này mình cùng với các bạn sẽ cùng đi tìm hiểu nhé. Và ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi đến với điều đầu tiên mà Apple họ cần phải thay đổi, đó chính là cái thanh Control Center này. Các bạn nghĩ là chúng ta cần phải thay đổi về mặt cấu trúc ở phía bên trong hay là thay đổi về những cái phím tắt đúng không? Nhưng mà không, mình thấy về cách bố trí như Apple như thế này là khá là hợp lý để mình có thể bật tắt những cái phím kết nối. Tuy nhiên khi mà các bạn sử dụng cái thao tác vuốt xuống để chúng ta có thể mở được cái Control Center này là một vấn đề khác. Khi mà những cái chiếc iPhone của chúng ta bây giờ ít nhất á, với cái con iPhone 12 mini thì nó cũng đâu đó nằm ở 5,6, 5,8 inch rồi. Và bắt đầu từ iPhone 12 là 60,1 inch, rồi là tiếp tục là những cái con iPhone khác thì bây giờ đã lên tới tận là 6,1, 6,7 inch rồi. Chính vì vậy khi mà dùng một tay á, sẽ không thể nào và các bạn dùng một cái ngón cái và chúng ta có thể vuốt được cái Control Center xuống, kể cả khi mình có thể mình nắm tay phải như thế này nhưng mà mình vuốt xuống cũng không được. Thì chúng ta phải dùng hai tay thì các bạn mới có thể vuốt xuống được cái thanh Control Center này. Chính vì vậy đây là cái điểm rất là bất tiện với những cái chiếc iPhone màn hình lớn. Lúc trước ở những cái chiếc máy ví dụ như một con iPhone 5S chẳng hạn, nó có cái phím home ở đây, mình vuốt từ bên dưới lên tương đối là tiện rồi. Và một cái đề xuất nhỏ nhỏ của mình thôi là Apple họ có thể vẫn sẽ giữ cái vuốt ở bên trái xuống để chúng ta có thể mở được Control Center. Tuy nhiên thì bây giờ Apple họ sẽ cho cái trường vuốt ở đâu đó khoảng giữa màn hình thôi thì chúng ta sẽ sử dụng được Control Center. Và khi mà các bạn vuốt từ bên phải như thế này, bên trái như thế này thì chúng ta sẽ ra cái thanh tìm kiếm, và từ bên trên xuống thì vẫn ra cái trung tâm thông báo thôi. Tương tự như vậy đó thì người dùng sẽ dễ dàng sử dụng hơn. Và cái tính năng thứ hai mà Apple họ cần phải thay đổi đó chính là Wi-Fi và Bluetooth. Wi-Fi và Bluetooth hiện tại đã cho các bạn bật ở cái Control Center này rồi. Tuy nhiên thì khi mà các bạn tắt á, thì thực sự hai cái tính năng này nó sẽ không tắt. Và khi mà các bạn cần sử dụng một cái tác vụ gì đó thông thường á, thì tự động nó sẽ bị bật lại thôi. Tại vì ở đây mình đang mở 4G cho nên là nó sẽ không bật lại. Ví dụ như các bạn mở một cái chiếc AirPods 3 ra thì nó sẽ ngay lập tức nó hiển thị lên và nó bắt kết nối với Bluetooth. Thì Apple họ có thể cho chúng ta một cái tùy chọn để các bạn có thể nhấn giữ vào và chúng ta tắt một cách thủ công chẳng hạn, để các bạn có thể không truy cập vào. Và thêm một điều nữa đó chính là khi mà các bạn muốn đổi một cái mạng Wi-Fi, các bạn phải thực hiện rất là nhiều thao tác, vuốt Control Center xuống, chạm vào cái này, rồi các bạn phải chạm tiếp vào cái phần này nữa, nhấn giữ vào một cái phần này nữa đó, để có thể show ra được những cái mạng Wi-Fi. Thì Apple họ nên tiết chế những cái thao tác này lại để cho người dùng có thể truy cập một cách nhanh hơn vào những cái mạng Wi-Fi hoặc là Bluetooth nói chung đó. Rồi, lỗi của Wi-Fi thì video này mình không đề cập làm gì. Thực ra trên cái phiên bản 15.2 beta 2 này á, Wi-Fi nó bắt như shit ở trên cái con iPhone 12 Pro của mình. Thực sự phải nói với các bạn như vậy luôn. Rồi, ok, và chúng ta sẽ đến với cái tính năng thứ ba, đó chính là về pin. Lúc trước người dùng rất là hào hứng về việc là khi mà iPhone 13 á, cái phần tai thỏ này nó to ra, cái phần nóc nó nhỏ lại thì chúng ta sẽ có cái mục pin ở bên góc phải như thế này. Nhưng mà không, đây, các bạn vẫn phải thực hiện cái thao tác đó chính là vuốt cái Control Center xuống thì chúng ta mới có thể thấy được pin, hoặc là các bạn phải vuốt cái thông báo xuống thì chúng ta cũng không có thấy được luôn. Đây, chỉ có vuốt Control Center luôn. Ở đây thì Apple họ cho chúng ta nhiều cách để chúng ta có thể thay thế được cái việc xem pin như thế này bằng cách là chúng ta có thể sử dụng widget. Tuy nhiên thì đối với những cái người bạn của mình đó, thì hay là mình chẳng hạn, khi mà chúng ta cần kiểm tra nhanh thì khi mà chúng ta bật lên như thế này và các bạn sẽ không thể nào biết là pin của bạn là còn bao nhiêu phần trăm cả. Chính vì vậy Apple cần phải có một cái sự tính toán kỹ hơn về cái phần tai thỏ như thế này. Trong khi đó những cái con màn hình rất là bé, ví dụ như là
là con iPhone 6S, con iPhone 5S chẳng hạn, nó thừa sức để hết tất cả những cái thông tin ở phía bên trên như thế này, bao gồm giờ giấc, vị trí, sóng sánh mạng, các thứ, thậm chí còn để tên mạng Viettel luôn. Còn ở trên cái phiên bản này của mình phải vuốt xuống thì chúng ta mới có thể thấy tên nhà mạng nằm ở đây. Đó là một điểm mà mình thấy cài lùi ở trên những cái phiên bản iOS 15. Rồi, và cái điểm tiếp theo mà mình muốn chia sẻ với bạn đó chính là on-world display. Các bạn đều biết trên tất cả những cái con iPhone đều được Apple họ sử dụng cái màn hình đó chính là màn hình OLED rồi. Và đặc biệt ở trên iPhone 13 Pro, 13 Pro Max thì chúng ta cái OLED của nó càng xịn hơn nữa. Và ở trên Apple Watch cũng dùng OLED và cũng đã có on-world display rồi. Tuy nhiên, tính tới thời điểm hiện tại ở trên iOS 15 chúng ta đợi biết bao nhiêu bản cập nhật rồi vẫn chưa có cái tính năng này. On-world display đại loại là khi mà mình có thể để một cái màn hình đen như thế này, mình có thể vẫn sẽ có những cái thông báo về pin hoặc là những cái thông báo về có ai nhắn tin cho bạn chẳng hạn. Đó, nó không sáng màn hình lên để làm phiền các bạn thôi. Đó, một điểm khá là tiện lợi và Apple họ có thể áp dụng ngay nhưng mà họ vẫn chưa làm trên những cái phiên bản cập nhật lần này. Và cái tính năng cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với bạn và cần Apple phải cải thiện đó chính là về cái setting ở camera. Khoảng 5 năm về trước, cái setting ở camera của Apple như thế này là hợp lý. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại các bạn đều thấy dòng iPhone 13 Pro và 13 Pro Max thực sự cho chúng ta rất là nhiều những cái tính năng để bạn có thể chụp ảnh. Và nếu như Apple họ không có một cái sự sắp xếp và không có một cái bảng cài đặt về những cái tính năng trong cái phần chụp ảnh này thì người dùng rất dễ quên. Tại vì chúng ta phải chuyển đổi tay để các bạn có thể tích vào phần trên này thì các bạn mới có thể chuyển được những cái phần khung và các bạn có thể tùy chỉnh sơ sơ được một vài thứ thôi, chứ chúng ta không có tùy chỉnh được nhiều như là những cái chiếc máy Android. Android thì tùy chỉnh bé nhè luôn, các bạn muốn chỉnh từ ISO cho tới là tốc độ màn chọc cho tới tất cả mọi thứ các bạn đều chỉnh được. Tuy nhiên trên iOS của chúng ta hiện tại thì nó chỉ đơn giản như thế này thôi. Và nhiều lúc á, người dùng cũng chẳng để ý tới cái bảng này nếu như các bạn truy cập vào cái giao diện chính của camera. Chính vì vậy, Apple họ cần có một cái bảng cài đặt chi tiết hơn về những cái tính năng này, cũng như là khi mà các bạn chuyển qua những cái phần chế độ khác, những cái tính năng khác nó có nhiều cái thông số hơn thì ở trên cái phần trên đầu như thế này thì Apple họ cũng sẽ phải tính toán lại để coi thử xem sắp xếp những cái icon ở trên này như thế nào cho nó thật sự nó hợp lý. Đó, thì đó sẽ là những cái mà Apple họ cần phải sửa đổi cũng như là họ cần phải thêm vào ở trên cái phiên bản iOS tiếp theo. Ok, và ngoài những cái tính năng mà mình đã chia sẻ cho bạn ra mà Apple cần phải thay đổi á, thì bạn nghĩ là Apple cần phải thay đổi những cái tính năng gì nữa, hoặc là những cái điều gì ở trên iOS mà Apple họ cần phải thay đổi trong thời gian tới để mà người dùng đỡ bực bội hơn, thì các bạn hãy comment với mình ở phía bên dưới nhé. Cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện Thoại Vui TV để ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.